Sơn, con trai của cha. Con nên nhớ, chúng ta luôn là người chịu. Cũng không phải sống để thắng ai, mà là tồn tại. Nhân chuyện National Geographic, mình nhớ tới một bài phân tích ảnh chụp người không Tây Phương trên tạp chí này qua nhiều năm. Mỹ Sơn, ngọn núi của Thánh Thần. Họ nói rằng những người vẫn thường được quan niệm là kẻ yếu, như là phụ nữ, trẻ con, người nghèo, người da màu, người dân tộc, người mù công nghệ, thường được chụp hướng cái nhìn vào ống kính. Trong khi những người có quyền lực hay tinh tế hơn thì hay xuất hiện đang nhìn ra hướng khác. Một ngày cha đến bị khước từ. Có thể con không nhận diện một người tù xa xỉ. Cũng chẳng sao, cha chỉ mong con không nên ưỡn ngực vào những nắng chiều đã. Niềm tủi hổ của cha, của chúng ta, loài người, sẽ đánh thức lương tri. Càng đi sâu vào cộng đồng Chăm, mình càng cảm thấy câu chuyện trở nên rối bời. Cậu biết đấy, chuyện nội bộ bao giờ chả phức tạp. Con trai đừng khóc. Giọt nước mắt không thể xóa đâu. Có lẽ giữ khoảng cách như cậu đâm lại hay hơn. Chỉ làm con thêm bạch. Tốt hơn, con nên nở một nụ cười. Đón ánh tay.